Kinh đại phát đền cứu cánh khen cổ với mắt nhân của Như Lai phê chữ Bồ Tát phản hành để tu chứng liều nghĩa kinh lăng nghiêm quyền bài. Nay khiến này ông đã hỏi ta phương pháp nhập tâm và ta cũng vừa thiếu sáng rộng giữa môn tu học để phát triển đình. Những ai cầu đã Bồ Tát thì được tin Phật thấu thì bốn điều luật nghĩa này để về như hạt sương. Đồng bằng trên cây thì tự nhiên không một cành lá nào có thể nảy nở. Cũng vậy khi giới hiện trong sáng thì ba nghiệp báo tu tâm ý và bốn nghiệp báo tư lương nào chẳng thể có nhân để sinh khởi. Nay khiến này nếu ai chẳng đến mất bốn điều luật nghĩa này thì tâm của họ còn chẳng duyên nên sắc thế nên không bị xúc phạm. Hà huống tất cả việc má làm sao có thể phát sinh chữ. Còn những ai có thấp khí từ nhiều đời và chẳng thể di tư thì ông dạy họ hãy nhất tâm tu. Phật hành quang minh đã biết thần cả vô thượng thân chủ của ta ở trên tổ vô kiền đền của Như Lai có đức Phật hiện ra từ nơi tâm vô vi. Họ phân ngôi trên tòa hào sơn bảo và đã tuyên thuyết thân chủ này. Từ nhiều kiếp về trước, ông cùng với cô con gái của Bồ Tát Mang Sanda đã có tình duyên sâu đậm và tập khí của ai đó chẳng phải chỉ một đời hay một kiếp. Nhưng khi vừa nghe ta tuyên dương giáo pháp chỉ một lần, cô ấy đã vĩnh viễn thoát khỏi tâm tri ái và trở thành bậc ứng chân. Trước kia cô ta là một dòng nữ và chưa từng khởi tâm tu hành, nhưng do năng lực âm thầm của thân chủ mà con mau trưởng quả vị vô học, hào hoàng hàng thanh văn khảo người chủ hồi nơi đây đã phát tâm cổ câu tội thường thưa và quyết định thân phận. Để vì như việc tung bụi thân chưa rõ thì làm sao có gian nan hay hiểm trời chữ. Nay khi nỉ nếu có ai muốn ngồi đó trang ở vào thân mặt pháp thì trước tiên họ cần thọ thi giữa cổng thanh tình của bốc huyết su rồi phải tìm một vị đạo nhân vừa giới hành thanh tình để nhất để lan thay của họ. Giả như họ không gặp được vị chân tăng thanh tình để truyền giữ luật ý nghĩ thì tất sẽ chẳng thanh tựu. Sau khi thọ giới họ hãy mặc áo sơn thanh kiệt rồi thắp hương ở nơi vòng vàng và tụng 108 lần thân chủ được tuyên thuyết bởi đức Phật hiện ra từ nơi tâm của Như Lai. Sau đó họ hãy kể sợi và tùng 100 sau đó họ hãy kể sợi và thỉnh cầu vô thường Như Lai hiện đang trụ ở cả quốc độ trong mười phương hãy phóng ánh sáng từ bi để rọi vào đỉnh đầu của họ. Nay kể nhỉ những vị biết sâu thiên tín hoặc biết sư ni cư sĩ biết ý và các thứ chữ nào ở vào thời mặt pháp mà đã diệt trừ lòng mà thọ trì tình giới của Phật đã triệt trừ lòng tham vô tâm dâm dục thì nên phát nguyện Bồ Tát ở trong đạo tràng. Nếu họ có thể thầm gọi trước khi vào đạo tràng ngày đêm sáu thời hành đạo và tu hành không ngủ nghỉ như thế cho đến 21 ngày thì ta sẽ tự hiện thân ở trước người ấy xóa đèn án nổi và giúp họ khai ngộ. Khiến thì bất phật trang bất thể tôn nhờ lời giải từ bí vô thường của Như Lai mà tâm con đã khai ngộ, con tự biết làm thao tu chứng thế nào của bậc vô học. Giả sử có những hành giả nào ở thơ mặt phạm muốn kiến lập đạo trang thì họ phải làm sao kể sợi phù hợp thì họ phải làm sao kể sợi để kể hợp với quy tắc thân tính của chư Phật thể tôn. Phật bảo ngay khiến thì nếu có ai muốn ngồi đạo trang ở vào thơ mặt phạm thì trước tiên hãy tìm con trâu đại lực màu trắng sống ở vùng núi tuyết. Dòng trâu này ăn có mùi thơm ngát ở trên núi và chỉ uống nước sạch thanh khiết của vùng núi tuyết nên phân của nó rất sạch. họ hãy lấy phân của nó rồi trộn với hương đan rồi trả chúng lên đất. Nếu chẳng phải là dòng trâu sống ở vùng núi tuyết thì phân của nó sẽ hôi dơ và không thể dùng để trả lên đất. Hoặc một cách khác cứ tìm chỗ có đất sạch màu vàng ở vùng đồng băng rồi đào xuống đất nấm thiết và lấy đất sạch từ nơi ấy. Sau đó họ hãy trộn nó với hương đan, hương trầm thủy, hương tô hợp, hương huân lục, hương uất kim, hương bách sao, hương thanh mộc, hương linh lan, hương cam tung và hương kê tỳ thọ hải nghìn nguyên liệu của mỗi loại hương này được đặt chúng lên đất ở đạo trang. Pháp đan này có 8 góc vuông vức và rộng 1 trường 6. Ở chính giữa pháp đan hay giả hải treo trang ở chính giữa pháp đan hay giả hải đặt một bản đặt hải an trị một hoa sen lâm bông vàng bạc đồng hay gỗ. Ở giữa hoa sen hải an trị ở dưới hoa sen hãy đặt một bản nước sông đây được hưởng lấy vào tháng 8 và hãy rải những cánh hoa vào trong đó. Hãy lấy 8 tấm gương hình tròn rồi an trí mỗi cái ở mỗi hướng xung quanh hoa sen và bản nước với mắt hướng xoay ra ngoài. Kể đến hãy an trí 16 hoa sen và 16 lư hương ở trước những tấm gương. Ở giữa các lư hương hãy trang nghiêm với hoa sen xen kẽ, trong các lư hương chỉ đủ toàn là hương trầm thì phải chở đi chúng đi bốc lửa. Hãy giả hãy lấy sữa của con bao màu trắng rồi rót vào trong 16 cái bình để chuẩn bị làm các loại thức ăn gồm quả bến nướng, bến đường, bến dầu, cháo sữa, hương tô hợp mật với gừng bơ tinh chế và mật ong nguyên chất, mỗi thứ gồm 16 phần. Sau khi xong hãy đặt mỗi phần từ mỗi loại thức ăn ở trước 16 hoa sen để dâng lên chư Phật và các vị Bồ Tát. Ở mỗi bữa ăn vào giữa khuya hãy giả hãy lấy nửa thang hạt mật ong và hoa nó 3 lần với bơ tinh chế. Ở trước pháp đan hãy an trí một bếp lò than nhỏ, trước đó hãy lấy hương bách mau đun sôi với nước rồi rửa nước hương này vào than và sau đó mới đốt than cháy hương hực. Tiếp đó hãy rải bơ trộn với mật ong lên ngọn lửa bếp lò, hãy đốt như thế cho đến khi hết bơ và mật ong để cúng dường chư Phật và các vị Bồ Tát. Ở bên ngoài tinh thất làm pháp đan hay giả hải treo trang phán và hoa khắp nơi, trên bốn bức tường bên trong tinh thất hay giả hải treo hình tượng của mười phương Như Lai và chư Bồ Tát. Ở chính giữa bức tường xoay về hướng nam hay giả hải treo hình tượng của Đức Phật biến chiếu, Đức Phật năng nhân từ thì Bồ Tát, Đức Phật bất động và Đức Phật vô lượng thọ. Còn ở bức tường bên trái và phải hãy treo hình tượng của hãy treo một hình tượng đại biến hóa của Quán Thế Âm và một hình tượng của Kim Cang Tam Bồ Tát. Còn ở hai bên trái và phải của cánh cửa hãy treo hình tượng của Năng Thiên Đế, Phạm Vương, Hóa Đầu Kim Cang, Thanh Diệm Kim Cang, Giải Bát Kiệt Kim Cang, Thiên Đường Sơn Mục, Tự Đại Tiên Vương và Chưởng Ngài Thân.
Lại nữa hãy lấy 8 tấm gương khác treo từ tầng nhà và làm cho chúng đối diện với các tấm gương hình tròn đã ăn chỉ trong đan trang. Các tấm gương sẽ phản chiếu với nhau trung trung. 7 ngày đầu tiên hành giả hãy chỉ thêm đỉnh gãy danh hiệu của 10 phương Như Lai. Trong 6 thơ hành giả đi liên tục, hành giả đi vòng quanh pháp ra và tùng chủ liên tục. Hãy chỉ tâm hành đạo như thế và tùng 108 lần. 7 ngày kế tiếp hành giả hãy nhất hướng chuyên tâm phản nguyện Bồ Tát ở trong đạo trang và chờ để tâm bị gián đoạn. Trước đây ở trong lâu tàng ta đã có dạy phương pháp phát nguyện. 7 ngày sau cùng hành giả hãy nhất tâm tùng tri đại bất tàn cái vô thường thân chủ của ta ở trên tường vô kiến này có Như Lai. 7 ngày cuối cùng hành giả hãy nhất tâm tùng đại bất tàn cái vô thường thân chủ của ta. Vào ngày cuối cùng 10 phương Như Lai sẽ đồng thời chứ vào ngày cuối cùng 10 phương Như Lai sẽ đồng thời xuất hiện, chư Phật và quang minh sẽ phản chiếu ở trong gương, rồi chư Phật sẽ lấy tay xóa đèn đâu của hành giả. Ngay lúc ấy những ai mà có thể tu hành chánh định, tu hành chân chánh môn chánh định của thân chủ này vừa thân mặt pháp như thế, thân tâm của họ sẽ trong sáng như lưu ly. Nay khi này nếu bổn sư truyền giới cho vị bhikkhu số này, có ai trong nhóm của mỗi vị bhikkhu mà chẳng thấy tên thì Phật lớn sư tu hành như thế sẽ tăng thân tu. Sau 21 ngày hành giả ngồi ngay thẳng và an nhiên cho đến 100 ngày, những ai về căn lên sâu dài họ sẽ không đứng dậy trong thuật thời gian đó và sẽ đắc quả nhập lưu. Cho dù ở trong thân và tâm của người ấy chưa thành tựu thần quả nhưng họ tự bị chắc chắn sẽ thành Phật. Ông hỏi làm sao kết lập đạo trang thì đây chính là phương pháp. Ngay khánh hỷ đền lễ về trán chạm sở chân của Phật rồi thưa với Phật rằng: kể từ khi xuất gia con đã ý lại vào sự thương mến của Phật, bởi con chỉ câu đã văn nên chưa chứng vô vi, sau đó con bị tha thức của phàm thiên cấm chế. Mặc dù tâm vẫn sáng suốt nhưng lực chẳng được tự do, mà nhờ có diệu cảnh tương Bồ Tát đến giải cứu nên con mới thoát khỏi. Tuy nhiên thân lực vô hình được tuyên thuyết từ thân chủ được tuyên thuyết bởi hóa Phật vào đá tự ánh sáng ở trên đỉnh đầu của Như Lai, nhưng con vẫn chưa đích thân một được nghe. Kính mong Như Lai với lòng đại từ bi hãy tuyên thuyết thêm một lần nữa để cứu hồi những vị tu hành trong chúng hồi nay, và cũng như những chúng sẽ luân hồi vào thân mặt pháp tương lai do nương vào một ông của thân chủ mà thân tâm của họ sẽ được giải thoát. Lúc bấy giờ từ trên đỉnh nhục kế của Thế Tôn phóng ra ánh sáng trăm bảo, rồi từ trong ánh sáng đó vọt ra một hoa sen ngăn cảnh. Trên hoa sen bảo có một hóa Như Lai đang ngồi, và từ trên đỉnh đầu của Đức Phật đó phóng ra 10 luồng ánh sáng trăm bảo, mỗi luồng ánh sáng đều hiện khắp vì kim cang mất tích. Nhiều như số cát của 10 sông Hằng, có vì vạc núi hoặc có vì cầm chay, và các ngài đứng đây khỏi sở hư không. Khi nhìn lên đại chúng vương mừng vừa sớ và nhất tâm cầu Phật thương xót, họ nhất tâm lắng nghe hóa Phật đồng vào ra tự ánh sáng ở trên tượng một kiến đình của Như Lai. Tuyên thuyết thân chủ rằng: Nam mô Tát Đạt Tha Tôn Sa Đa Sa A Ra Ha Đệ Tâm Miêu Tam Bồ Đa Tạ. Nam mô Tát Đạt Tha Phật Đa Cơ Chi San Ni Sa. Nam mô Tát Ba Bồ Đa Bồ Đề Tát Đa Bồ Bề Thế. Nam mô Tát Đa Nẩm Tam Miêu Tam Bồ Đa Câu Tri Nẩm Sa Sa Ra Ba Ca Tăng Gia Nẩm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẩm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Đa Nẩm. Nam mô Sa Yết Di Đa Gia Di Nẩm. Nam mô Lô Kê Tam Miêu Gia Đa Nẩm Tam Miêu Gia Ba Ra Đề Ba Đa Na Nẩm. Nam mô Đề Ba Ly Sắt Nọ. Nam mô Tất Đa Gia Ti Đi Gia Đa Ra Ly Sắt Nọ Sa Ba No Yết Ra Ha Sa Sa Ra Ma Tha Nẩm. Nam mô Bà Ra Ha Ma Ni. Nam mô Nhẫn Đa Ra Gia. Nam mô Ba Gia Ba Đệ Lô Đa Ra Gia Ôm Ma Bản Đệ Sa Hi Gia Gia. Nam mô Ba Gia Ba Đệ. Naraja Naraja Banja Mahatamodara Namo Tất Đi Đa Namo Tất Đi Tri Đa Gia Namo Banja Ba Đế Mahakala Gia Đi Ri Bạt Lan Na Gia Ra Ti Đa Gia Bà Bà Noa Kara Gia A Đề Mục Đế Thi Ma Sa Na Ne Ba Tất Ne Ma Đa Tri Gia Noa Namo Tất Đi Tri Đa Gia Namo Banja Ba Đế Đa Tha Gia Đa Cung La Gia Namo Bát Đô Ma Cung La Gia Namo Banja Ba Đế Đế Ri Đô Nam mô Bát Sa Ra Câu La Gia, Nam mô Ma Ni Câu La Gia, Nam mô Gia Sa Câu La Gia, Nam mô Ba Sa Bà Đề Đề Ri Đô Du Ra Tây Na, Bà Ra Ha Ra Noa Ra Sa Gia Đa Tha Gia Đa Gia, Nam mô Ba Gia Bà Đề, Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa Tha Gia Đa Gia A Ra Ha Đề Tam Miêu Tam Bồ Đa Gia, Nam mô Ba Gia Bà Đề A Số Bề Gia Đa Tha Gia Đa Gia A Ra Ha Đề Tam Miêu Tam Bồ Đa Gia, Nam mô Ba Gia Bà Đề Bề Số Sa Gia Đa Tha Câu Lô Phê Trù Đi Gia. Bát ra ba ra sa ya đa tha ya đa ya nam mô ba ya ba đế tam bồ sư bì đa tật lên này ra là sa ya đa tha ya đa ya ra a ra ha đế tam miêu tam bồ đa ya nam mô ba ya ba đế sa kê ya mầu na duy đa tha ya đa ya a ra ha đế tam miêu tam bồ đa ya nam mô ba ya ba đế là đa na kê đô ra sa ya đa tha ya đa ya a ra ha đế tam miêu tam bồ đa ya đế biêu nam mô tạng yết trì đa ế đâm ba sa ba đa tật đạt tha sa đô san ni sa tật đạt đa bạn đạt lam nam mô a ba đa thì đam bạn đạt đế dương khi ra tất ra ba bồ đề ra ha ni ra ha ết ca ra ha ni ba ra bị địa gia sức đa ni akala mật ri tu bát ri đạt ra gia nên ít ri tất ra ba banana mục so ni tất ra ba đồ sát tra đồ tất phàm bản năng ni phát ra ni
Bà đã bị đìa giá sức đa nị. Để biểu nam mô tát ý trì đa ý đa ba sa ba đa tát đa thai gia đô san ni sam tát đa đa bà đạt lam nam mô a ba ra thi đa bà đa đệ dương khi ra tát đa ba bồ đa ý ra ha ni ý ra ha ý ca ra ha ni bà đa bị đi gia sát đa ni a ca la mật trì trụ bà đi đa ra gia nên ý trì tát đa ba bà đa nam mô san ni tát đa ba đô sát tra đô tất phà bà đa ni phà ra ni giả đô ra thế đệ nầm ý ra ha sa ha tát đa nầm ti đăng băng sa na ý ra Asatra băng xả đề nầm ma sát xả đàn ra nhà xa ma hát tán đa na ý trí Asatra nầm ma ý trí ha nhà xa tinh đăng băng xa na ý trí tát bát xả đô rô nế ba ra nhà xa hô lâm tô tất phàm nán gia na xả thi bị sát xả tất đạt ra a cắn ni ô đa ca ra nhà xa a bà ra thi đa cu ra ma ha bát la tế tri ma ha điệp đa ma ha đệ xa ma ha thủy đa xa ba la ma ha bát la ba đà ra ba tất nề a đi ra đa ra ti ri câu trí thế bát ti sa ra bát sa ra ma lề đề ti sa đô đa bốn trăm vòng ca bát sa ra chỉ hạt na sa ma la chỉ ba bát ba chất đa bát sa ra thiên tri ti sa la sa phiền đế sa phiền la sa bê đê ba bồ thi đa tô ma rô ba ma ha thủy đa bát a ri ya đa ra Mahabala, Basha, Basara, Thương Yết, La Chế Ba, Basara, Komari, Kolamdari, Basara, Hatta, Đa Gia, Ti Địa Gia. Kanjana, Marika, Koto Mau, Ariyadara, Beroyana, Gauriya, Yara, Thổ San Nisam, Ti Chit Lama, Manisa, Basara, Kanaka, Baraba, Losana. Ế đế di đế mô đà ra yết na sa bê ra sa m cốt phàm đô ẩn thổ na ma ma ta ô hông di sát yết na bạn là xã tất đa ta đã tha ra đô san ni sam hồ hông đô ôm chiếm ba na hồ hông đô ôm tất đa ba na hồ hông đô ôm ba ra sa đi ra ta bạt sa na yết ra hồ hông đô ôm tạt bơ dược tạt bát dược xóa hạt ra xa xa yết ra ha nhà xa thì đa mang tạt na yết ra hồ hồng đô rô ôm giả đô ra thì đền nầm yết ra ha xa ha tạt ra nầm thì đang mang xa na ra thì đang mang tạt na ra hồ hồng đô rô ôm ra xóa ba gia phàm tạt đạt tha gia đô san ni sam ba ra điểm sa cạp ri ma ha xa ha tạt ra vô thu xa ha tạt ra thất ri xa câu ri xa ha tạt ne để lê a tế để thi ba ri đa cha cha anh ca Maha Basaro để ribo bana mandola ô hong sa tất để bạc ba đô mama ẩn thổ na mama ta rasa baya chura baya akini baya ora ka baya tisa baya satadara baya bara chu yết na baya lu sa sa baya asani baya okala bada bala Akalamri trụ ba già, Darani bồ di kiểm ba già ba đa ba già, Akal Okala ba đa ba già là Sadando ba già, Naya ba già thì điều đặt ba già tu Baranwa ba già. Dục xoa yết ra ha, ra sa tư yết ra ha, tất tì đa yết ra ha, bộ tì xả gia yết ra ha, bồ đa yết ra ha, cơ ban đô yết ra ha, bồ đa na yết ra ha, ca cha bồ đa na yết ra ha, tất căn đô yết ra ha, a bả tất ma ra yết ra ha. Ô đan ma đa yết ra ha sa già yết ra hay ri ba đề yết ra ha sa đa ha ri nầm yết ra ha ri nầm rô đề ra ha ri nầm ma sa ha ri nầm mê đa ha ri nầm ma sa ha ri nầm
Badahari nữ thì Bidahari nầm. Tida Badahari Sadaharinam, Rodiraharinam, Sadaharinam, Ibaharinam, Rodiraharinam, Masaharinam, Medaharinam, Masaharinam, Sadahari, Sadaharinu, Tibidaharinam, Tidaharinam, Badaharinam, Ayuyaharinu, Chetaharinu, Vishantar, Vishantar, Bai, Jahanam, Tidayasasunajaji, Kelajaji, Baribaraja kanga tridam tira yasa sanda yaji kela yaji do yin ninga tridam tira yasa sanda yaji kela yaji ma maha maha batu batatya rora ranga tridam tira yasa sanda yaji kela yaji narayana nga tridam tira yasa sanda yaji kela yaji dada yo rodo tai nga tridam tira yasa sanda yaji kela yaji Kabari Mahakala Maha Mahamat Ma đạt đi ra nó ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Kabari ca ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Sa giả yếu sa ma đồ yếu sa tạp ba ra tha sa đa tạp ba ra tha sa đần ná ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Giả đô ra ba kỳ nế ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Thì lì dương ngất trì trí nán đa kê sa dua Yan hoa bạch đế sát hi giá ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Na yết na sa ra ban wa ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Akala ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Thì đà ra ya ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Bạch sa ra ban nể cụ hê giá ca ngất trì đàm thì ta giả sa sơn đa giả di kê la giả di Ê đề gì để màu ra rõ ịp nó sắp bị rất sẵn cốt phẩm đô ẩn thổ nam ma tạ ra so vòng ba sa phàm ẩn thổ nam ma ta ba sa phàm tật đạt đa bạt đạt ra nam mô tùy đô đề a tất đa na la lạt cá tật ra ba ba ra ba tất phổ tra ba ra ba tất phổ tra tì cát tật đạt đa bạt đề ri thấp Phật ra thấp Phật ra thấp Phật ra đa ra đa ra thân đa ra thân đa ra sân đa sân đa hùng hồng rô rô ôm phần tra phần tra phần tra phần tra sa ha he phần a mô qua gia phần a ba ra đi ha đa phần ba ra ca phần a tổ ra ti đa gia ba ca phần tát ba đê bê tê phần tát ba na gia tê phần tát ba dược sa tề phận tại ba ca thập ba tề phận tại ba bồ đà na tề phận ca tra bồ đà na tề phận tại ba đột lang chỉ đệ tề phận tại ba đột sạp hình lên ngất sạp đệ tề phận tại ba thập ba lê tề phận tại ba a ba thập ma lê tề phận tại ba na xả ra ba na tề phận tại ba Địa đế kế tề phẩn tật ba, đạt ma đa kế tề phẩn tật ba. Ti đa giá ra thề dân lê tề phẩn. Sa gia yết ra ma đô yết ra tạp ba ra tha sa đạt kế tề phẩn.
Tì địa giá giá này thì phần giá đô ra phước kỳ này thì phần và Sarah Komari Tidaya Rathi Basara Komari Tidaya Rathi Thế Phận Mahabara Linh Dương Xóa Kỳ Rì Thế Phận Basara Thương Ít La Gia Bara Trường Kỳ Rá Sa Gia Phận Mahakala Mahabara Triyana Nam Mô Sa Ý Chí Đa Gia Phận Bí lật sát ra dưới phẫn Bồ trà hà mâu ni dưới phẫn A kỳ ni dưới phẫn Mà hạ yết trì dưới phẫn Yết la đan trì dưới phẫn Mịt đá trì dưới phẫn Lao đá trì dưới phẫn Gia văn đô dưới phẫn Yết la ra đá trì dưới phẫn Ca bá trì dưới phẫn A đi múc chất đá ca thi mạ sản na Ba tư này dưới phẫn Diện các chất tạt đó ba tả mama ẩn thổ nam mama tả đu sát ra chất đá ama đá ri chất đá Usahara Yabahara Rodiyarahara Batahara Masahara Sadahara Thibidahara Batlukyahara Kandahara Bushubahara phải là hara ba tà hara bạch ba chất đá đồ sát ra chất đá la ra ra chất đá nhược sa ít ra ha ra sa sa ít ra ha nhược sa ít ra ha ra sa sa ít ra ha bị lê đa ít ra ha thì xã gia yết ra ha bồ đà yết ra ha cứu văn đồ yết ra ha tất căn đồ yết ra ha bả tất ma ra yết ra ha tất căn đồ yết ra ha ô đạt ma ra yết ra ha xã gia yết ra ha a bả tất ma ra yết ra ha trên cách đô kini yết ra ha thì refer đệ yết ra ha xã di ca yết ra ha xã công ni yết ra ha lão ra nan đề ca yết ra ha alam ba yết ra ha căn đồ ba ni yết ra ha thập phật ra yên ca trì định dược ca đạt lê đế dược ca gia đột thạc ca ni đề thập phật ra bị sa ma thập phật ra bạc đề ca tỳ đề ca thất lê sát mất ca sa ni bạc đề ca tát bát thập phật ra tất rô cả tất ba thập phật ra tất rô cả để mát đa bê đa rô chế kiếm ai rô kiếm mục khứ rô kiếm ít rì rô rô kiếm ít ra hạ ít lam ít na yô lam đàn đa yô lam hất bì ya yô lam mặt ma yô lam bà trí thất bà du lam bí lát sát tra du lam ô đà ra du lam ít tri du lam bất tất đệ du lam ô rô du lam thương gia du lam hạ tất đa du lam bà tra du lam sa phong án gia bà ra thương gia du lam bồ đà bí đá đô kỳ ni thất bà ra đa đồ rô ca kỳ đột lô cạp trí ba lô đa đi tạp bà lô ha lắng ra tì sa dụ dụ sa đà na sa na yết ra tì sa dụ ca a kỳ ni ô đa ca mà ra bê ra kỳ đà ra a ca lâm rì đột đặt liềm bô ca đến lật lạt trá bì đi sát chất ca tạp bà na câu la thử dân ra tì ẹt ra đi dụ xóa đà đa số
mà ra thì phía đấy là Sam, Sa Pê Sam. Tất đạt đa bạc đạt ra mà ha bạc sa rô sát ni sam mà ha bạc lại trứng kỳ lam. Giá ba đốt đa xả dù sa na biên đoạn lên á. Tì ra giá bạc đam karo gì để thu bạc đam karo gì. Bạc ra tì ra bạc đam karo gì. Đã thiệt tha án an lê tì xả đê. Bê ra bạc sa ra đa rì bạc đa nể. Bạc sa ra bảng lý phận hồ hung đô rô ung phận sa ba ha. Này khiến thì tất cả mười phương Như Lai đều sinh ra từ chương của vi diệu bí mật của Đại Bất Tần Cái Thân Chủ được tuyên thuyết bởi Đức Phật và ra từ ánh sáng ở trên đỉnh đầu của Như Lai. Nhưng bởi thân chủ của tâm này nên mười phương Như Lai được thân vô thường chánh đẳng chánh giác. Giống mười phương Như Lai chấp tri thân chủ của tâm này nên có thể hạng nghiệp chúng ma và chế phục người đạo ngoài đạo. Giống mười phương Như Lai như vào thân chủ của tâm này nên có thể ngồi trên tòa hào sen bảo và ứng thân để khắp còn được nhiều như vi trần nhóm mười phương Như Lai. Dinh chứng thân chủ của tâm này nên có thể truyền đạt pháp luân ở trong còn được nhiều như vi trần nhóm mười phương Như Lai. Thọ trì thân chủ của tâm này nên có thể soi đèn thọ kỹ các chúng sanh ở trong thế giới những ai chưa thành tựu quả vị thì cũng như ơn chư Phật mà được thọ kỹ trong mười phương Như Lai. Nếu vào thân chủ của tâm này có thể cứu hộ chúng sanh khổ ách ở các thế giới trong mười phương, cũng có địa ngục ngạ quỷ băng sen mô địa công ngọc nỗi khổ của ảnh ghét gặp nhau, nỗi khổ của yêu thương chia liên, nỗi khổ của mong cầu không được, nỗi khổ của năm ẩn trái phung và những việc xui xẻo hoặc lỡ thai nhỏ. Đồng thời chư Phật cùng giải thoát cả chúng quanh khổ ách ra khỏi giác cướp đạo binh nan vô ngục tu sợ bào lỗ luật hỏa hoàn. Và đòi khán bân cung chưa thể tốn, chỉ cần ứng tâm niệm tổ thi những việc không may đều tiêu tan. Nhóm mười phương Như Lai thuở xưa đã tuy thân thân chủ của tâm này nên có thể ở trong bốn ý nghĩa mà phùng sự gặp vị thiền tri thức, tri thức cũng dưng như ý và được chọn làm những vị đại pháp vương tử ở trong pháp hội nhiều như sổ cát của mưa sông hăng. Nhóm mười phương Như Lai thực hành thân chủ của tâm này nên có thể diệp thọ các chúng sanh hữu duyên và những ai đang thư và làm cho những ai đang tu hành nhìn thương chẳng sanh kiên trời ghi ngay về tám bí mật. Nhóm mười phương Như Lai tùng niệm thân chủ của tâm này nên có thể nên được thêm vô thường giả ngôi giới của đạo thú và vào đại thế giới trong mười phương Như Lai thực hành thân chủ của tâm này. Nhóm mười phương Như Lai nhóm mười phương Như Lai truyền dạy thân chủ của tâm này nên có thể phó chúc Phật sự sau khi diễn đồ và làm thảo phật giả pháp chủ thể dài lâu. Những ai nghiêm trì giới luật tất sẽ được thiên tình nếu từ sáng đến tối chẳng gián đoạn và cũng không lặp lại văn tư tán liên tục nói về đại bi tán cái thân chủ được tuyên thuyết với Đức Phật ở trên đỉnh đầu của Như Lai thì chú cho trải qua số kiếp nhiều như cả sông hang cũng chẳng thể cung tấn. Một chỗ này còn gọi là thân chủ được tuyên thuyết từ trên đỉnh đầu của Như Lai hàng hóa quả ông vẫn chưa chút sau luân hôi thì cả ông đã phản tâm chỉ thêm để trở thành cặp bước ứng chân. Nhưng nếu không tri chủ này mà muốn ngồi đào trang và nhưng nếu tri chủ này và ngồi đào trang và một thân tâm của mình lìa khỏi những việc mang thì thật không có việc ấy. Ngay khi thì nếu có chúng sinh ở bất kỳ quốc gia nào trong thế giới mà có thể dùng vỏ cây hoa là cây cò giấy trắng hay bất điểm mà biến trẻ thân chủ này rồi ăn trí ở cho lưu giữ trong tuổi thơm, cho dù tâm trí của ai ám đồn và chưa có thể tùng niệm hay học thuật thân chủ, nhưng nếu cất giữ tuổi thơm ở bên mình hoặc nhưng nếu mang tuổi thơ bên mình hoặc cất giữ trong nhà thì phải biết số đời của người ấy không bị bất cứ loài độc nào mà có thể gây hại. Này thì Tana sẽ nói thêm cho ông biết về việc làm sao thân chủ này có thể cứu hộ thế gian, giúp chúng sanh thoát khỏi sự hại kinh hoàng và thân tự trí tuệ xuất thế gian. Sau khi đã diệt đồn thì có chúng sanh nào ở vào thân mặt pháp mà có thể tự mình tùng niệm hoặc giải bảo người khác tùng niệm thân chủ này thì phải biến hình chúng sanh tùng tri thân chủ như thế lựa chẳng thể độ thọ được chẳng thể diêm họ và du la thuộc động mình hai nhà thì cũng chẳng thể tồn hai họ và như vậy chấp đến tất cả chủ thất của trời trong hệ quỷ thân hay yêu tinh kỳ quái cũng không thể khống chế họ. Hay cái này phải biến rằng thân chủ này luôn được 84 ngàn khi tâm họ đã đắc chánh định mọi tổ chức chế tạo thư chủ thuật
Bồ ngài trung niệm thủ độc trùng vẫn khang hai bạc thảm mộc trung xa hai vành vẫn độc khí một khi những lưỡi vào miệng của họ đều sẽ trở thành vị cam lồ. Và như vậy cho đến tất cả chủ thất của trời rong. Cho dù chúng quỷ thân án tâm hai người, và như vậy chúng quỷ thân án tâm hai người chẳng thể khởi lòng ác, chúng quỷ thân các vị quỷ vương tương làm ác, do đều thọ ân sâu của Phật đã hóa đồ nên sẽ luôn đi theo để thủ hộ người tri chủ. Ta hiển hỷ phải biết thân chủ này luôn được 84.000 na dô ta hàng hai sa ức trong tụng tộc của kim cang tăng vương hồ tri, mỗi vị đều có kim cang hàng kim cang chúng làm quyển thuộc, và ngày đêm họ luôn đi theo để thủ hộ người tri chủ. Cho dù có chúng sinh nào với tâm tán loạn và thiếu chánh định đi nữa, nhưng nếu tâm họ những nghĩ vào miếng đốc chủ thì các vị Bồ Tát ở trong chủ tộc của kim cang tăng vương cũng sẽ luôn đi theo họ về ham vọng là các thiền năm từ là phát khởi đạo tâm kiên định. Nay cảnh hỷ các vị Bồ Tát trong chủ tộc của kim cang tăng vương sẽ âm tâm chủ tâm phát khởi thân thức của người tri chủ. Bây giờ người ấy có thể nhớ lại rõ ràng mọi việc ở trong 84.000 hàng xa triệp mà chẳng hề nhầm lẫn, từ đó về sau cho đến thân cuối cùng họ sẽ không sinh lam quỷ tiếp tất, quỷ bảo ác, quỷ sủ ế, quỷ cúc sủ ế, quỷ ủng hình, quỷ hữu tinh kỳ hai, quỷ đói, và những chúng sinh, và những chúng sinh xấu ác có hình vô hình, có tưởng hay vô tưởng. Này khiến hỷ nếu thiền nam từ nào có thể đọc tùng, này khiến hỷ các thiền nam từ nào đọc tùng biến chép thân chủ như thế, các thiền nam từ nào biến trẻ mang thân chủ theo bên mình hoặc an trí thân chủ ở nơi thi thơ để làm những sự cúng dương, thì từ kiếp này thì từ kiếp này đến kiếp khác họ sẽ không sinh ở gia đình bên cung hà tiền hoặc những nơi chẳng an vui. Này khiến hỷ, giả sử những người ấy không đi thân lâm, những việc phước đức mười phương Như Lai cũng sẽ truyền công đức của mỗi cho người ấy, từ đó do vậy trải qua số kiếp nhiều như cả sông hàng vô số kiếp bất khả thuyết họ sẽ thường sinh cùng một nơi với chư Phật, vô lượng công đức của họ sẽ giải khít, nhưng chung quả cũng là hẹp, họ sẽ ở cùng một nơi để huân tu pháp lên và viền viền không rời xa chư Phật, và viền viền không rời xa chư Phật. Cho nên thân chủ này có thể làm ai phá giới được phục hồi giới căn thân tình, những ai chưa thọ giới sẽ được thọ giới, những ai vô trí tuệ sẽ được trí tuệ, những ai chưa tinh tấn sẽ khiến họ tinh tấn, và những ai chưa thanh tịnh sẽ mau được thanh tịnh. Và những ai chưa ăn trái tri giới thì có thể tự mình thân tu trái giới. Nếu thiền nam từ đó đã phạm các giới cấm trước khi thọ tri thân chủ, sau khi tri trụ những tội phạm giới của họ chưa kể là nặng hay nhẹ sẽ đồng thời thiêu diệt. Hoặc giả sử những người đó đã uống rượu, ăn năm loại thực vật hôi nông và dùng đủ mọi thức ăn bất tín, nhưng hệ thải chư Phật, chư Bồ Tát, kim cang khân, thiên chủ, thiên nhân và các quý tăng sẽ không xem đó là lỗi lầm. Hoặc giả sử họ mặc áo quần rách nát đi nữa, nhưng mọi việc làm của họ đều vẫn thân tình. Cho dù họ không kiến lập pháp đàn, không vào đàn trang và không hành đạo đi nhờ, nhưng một khi tùng tri trụ này thì công đức cũng giống như đã vào đàn trang để hành đạo, không chút sai khác. Hoặc giả sử người ấy phạm năm trong tôi ngủ nghít và lẻ ra phải đoạt đi ngục vô gián, hoặc họ là những vị bí sư phạm bốn giới nghiêm trọng và đáng bị trục xuất, hoặc họ là những vị bí sư ni phạm tám giới nghiêm trọng và đáng bị trục xuất, nhưng một khi tùng trụ này xong, những nghiệp trọng như thế thầy đều tiêu diệt đến sự long tơ cũng chẳng còn, tự như con sóng lốc thời tan bài cạn. Nay khiến hỉ, nếu thiên nam tử, nếu có ai là khi nếu những chúng sinh đó ở đời hiện tại hay ở đời trước mà chưa từng sám hối tất cả tội chướng nặng nhẹ đã tạo từ vô lượng vô số kiếp cho đến nay,
Nhưng nếu họ có thể đọc tùng biên chép bằng thân chủ theo bên mình hoặc an trí thân chủ ở nơi cư trú trong nhà khu vườn hay quán trọ, thì những nghiệp tối tích tập như thế sẽ tan rã như tuyến bị nấu chảy. Không lâu sau đó họ đều sẽ đắc vô sân nhận. Hoặc giả sử những người nữa nào không có con, không có và cầu mong con cái, nếu họ có thể chỉ tâm thuộc lòng hai mang đã biết tàn cái thân chủ thế này ở bên mình thì sẽ sinh con cái về phước đức trí tuệ, hoặc những ai mong sống lâu thì sẽ được sống lâu, hoặc những ai mong kết quả mỹ mãn thì sẽ mau được viên mãn, cho đến thân mang và sắc lực thì cũng là như vậy. Sau khi mang chúng họ sẽ thi theo ước nguyện về vãng sinh về các quốc độ trong mười phương và sẽ không sinh ở chỗ biên địa hạ tiền hạn hộ nữa là sinh vào hoang tạp là chúng sinh. Nà kiến thị giả sử ở bất kỳ nơi đâu trong quốc, giả sử ở bất kỳ nơi đâu hoặc ở sống làng tỉnh huyện hay trong quốc gia nào mà có nạn đói kém bên dịch đặc cướp đào bên đào biên ra cướp đấu tranh hoặc đủ mọi tai ích khác xảy ra thì hãy biên chép thân chủ này rồi ăn chiều bằng cổng thanh các ngôi tháp hoặc treo lên cơ sĩ, hãy chỉ dạy tất cả dân chúng ở đó phải nghiêm tiếp cung kính lễ bái và nhất tâm cúng dường thân chủ, phải hãy chỉ dạy một công dân ở đó phải hãy chỉ dành một con chân ở đó, hãy mang thân chủ theo bên mình hoặc an trí thân chủ ở trong nhà, như thế mời tại ít thái đều tiêu diệt. Đây hiện thì trong quốc gia nào hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà có chúng sanh tuy thân thân chủ này trời trong trời hoan hỷ mưa gió thần hoa ngũ cốc chiến trâu và môn nhân an lạc, thân chủ này cũng lại có thể ngăn chặn tất cả tai trường được thể qua sự biến đổi xấu ác của tín tụ ở một phương xứ, nhân chủ ở đó sẽ không bị chết yếu trong bị ngông cung xiên xích trói buộc nơi thân ngay đêm ngủ nghỉ an lên và không hề gặp ác mộng. Nay khiến thị ở thế giới khám nhận có 84.000 đài tinh tú là bảo hiệu cho tai biến xấu, trong đó có 24 đài tinh tú là bảo hiệu cho tai biến cho điểm xấu nhất, và trong đó lại có 8 đài tinh tú là bảo hiệu cho tai cho điểm xấu cực kỳ. Chúng hiện ra đủ mọi hình tu và phát sinh đủ mọi tai ương khác là khi xuất hiện ở thế gian. Tuy nhiên nếu chỗ nào mà có thân tú trong phong 12 chỗ chân, nó sẽ trở thành chủ kỳ sự mọi tai ương điểm xấu giải đều dịch trừ và vĩnh viễn không thể lọt vào. Cho nên Như Lai đã tuyên thuyết từ trước nay là để bảo hộ những hành giả mới thu học của bao đời vì Lai hậu giúp họ phát triển tinh thần tâm an nhiên và được an ổn tự tại. Lại nữa họ sẽ không bị chúng ma quỷ thân cung oán thu tai ương ở đời trước và nghiệp vay nợ thư thuật xưa vô và nghiệp vay nợ thuật xưa từ vô thì đến nào hai. Giả sử ông cung những hành giả và các vị chiếu nào ở vào thời mặt pháp đi theo kết kiến lâm đa tra ma ta đã dạy là tri giới đúng như giáo pháp và cùng được thọ giới từ vị tăng thân tình và cùng tri chủ này với lòng không sinh nghi ngờ hay hối tiếc. Nếu thì nam từ nay ngay ở tại thân do cha mẹ sinh ra mà tâm chẳng trong đá thì tức là mười phương Như Lai đã vong ngữ. Khi nói lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang thân liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đồng một lúc chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tuy thuận như lời dạy của Phật, chúng con sẽ bảo hộ những vị tu đạo như thế. Lúc bấy giờ Năng Thiên Đế Phạm Vương Tử Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc cùng chắp tay và đền lễ ở trước Phật rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu có thiên nam thứ nào tu học như thế, chúng con sẽ tân tâm chỉ thân bảo hộ và hiển mọi việc làm của họ ở đời hiện tại sẽ như ước nguyện. Lại có vô lượng đại tướng tiếp tất, chủ quỷ bảo ác, chủ quỷ uống hình, chủ quỷ hút tinh khí, và các vị quý vương khác cũng ở trong pháp hội đền lễ với trạng chấp sở chân của họ chấp tay và đền lễ rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu có những người Thưa Thế Tôn, chúng con cùng phát thề nguyện để hộ trì cho những người ấy và làm cho đạo tâm của họ mau được viên mãn. Lại có Nhất Thiên Từ, Nguyên Thiên Từ, Phong Thiên, Vũ Thiên, Vân Thiên, Lôi Thiên, Điền Thiên và hàng quyển thuộc. Lại có vô lượng Nhất Thiên Từ, Nguyên Thiên Từ, Phong Thiên, Vũ Thiên, Vân Thiên, Lôi Thiên, Điền Thiên và các vị khác như thế, cùng những vị quán trời niên tuệ tuân tra và hàng quyển thuộc của họ cũng ở trong pháp hội đền lễ vị đản chấp sở chấn của Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu có những người tu đạo như thế, chúng con sẽ tân tâm
Thế thì tốt, nếu có những người tu đạo như thế, chúng con sẽ làm cho đạo tràng bình an và họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì. Lại có thân núi thân biển muốn chúng thân linh của vạn vật đi trên đất hai bơi trong nước, bơi trong nước 2-3 giờ trời, và chủ thân của gió cùng các vị trời từ cõi vô sắc cùng đông một lúc cúi đầu và đảnh lễ rồi thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, nếu có những vị tu đạo như thế, chúng con sẽ thưa Thế Tôn, chúng con cũng sẽ bảo hộ những vị tu hành như thế để họ vĩnh viễn không có việc má và mau được thành đạo. Lúc bấy giờ 84.000 là du ta hàng hà số ra ức trong tục tộc của Kim Cang Tam Vương lên từ chỗ ngồi đang dự sự đại hội lên từ chỗ ngồi đến đền lễ viện trạng chăm sóc chân của Phật rồi thưa với Phật rằng: tương tự như các vị khác, thưa Thế Tôn, tương tự như các vị khác tu hành công đức từ lâu, chúng con đã giác ngộ nhưng lại không tròn vào đi tịt trái lại, chúng con luôn đi theo để bảo hộ những ai chân tịnh tu hành muốn chân định của thân chủ nào ấy vong thân mặt pháp. Thưa Thế Tôn, những ai tu tâm để có chân định như thế, hoặc họ ở tại đạo tràng, hoặc đang đi trên đường và chân định tâm tỏa lan viên giáo qua sống lan hang của chúng con, cũng sẽ luôn tuy tuân để bảo hộ, tuy tung để bảo hộ người ấy, cho dù mà hướng ở trời tha hỏa tự tại thương tìm cách trục lợi từ họ thì mãi thì vĩnh viễn không thể đạt được. Trong 30 do cha na hang thì của thân sẽ không thể đến gần những người thiền này, như trước họ đã phát khởi đạo tâm và vui thích tu thiền định. Thưa Thế Tôn, nếu có những ác ma như thế, hoặc hoang quyền thuộc của ma mà muốn xâm hại hay quyền nhiều người hiền lương này, chúng con sẽ vung chai bạo đập nát đầu của chúng như các hạt viên trân. Chúng con cũng giúp mọi việc làm của họ ở đời hiện tại sẽ như ước nguyện. Lúc bấy giờ ngay khiển thì đền lễ với trán lan thiền thì liên tư chúng ngồi đứng dậy đền lễ với trán chăm sóc chân của Phật rồi thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con ngô đồn chỉ thất đa văn mà vẫn ở trong cái tâm hữu lâu mang chẳng muốn ra khỏi. Như lời giải từ bi của Như Lai mà chúng con đã tu hành chánh định thân tâm an nhiên và được lợi ích lớn lao. Bạch Thế Tôn, giả sử có những hành giả tu chứng thiền định của Phật như thế nhưng vẫn chưa vào đại thiết gì sau gọi là giai đoạn cột trị tỳ khố. 44 giai đoạn mà tâm lần lượt trải qua để đạt đến mục đích tu hành sau cùng là gì? Ở giai đoạn nào là vào trong 10 địa sau gọi là Bồ Tát ở giai đoạn đẳng giác? Khi nói lời ấy xong ngài cúi đầu và đền lễ sát đất, đại chúng cùng nhất tâm chờ đợi âm thanh từ bi của Phật và chim ngựa không nhảy mắt. Lúc bấy giờ tôn giả người khen tôn Thế Tôn ngồi khen tôn giả khiển hỷ sang lên thái cả ông đạo có thể rồng vì đại chủ quốc tất cả chúng sinh là những vị chân chánh tu hành muốn chân định này và câu pháp đại thừa mà hỏi ta chỉ ra con đường tu hành chân chánh để sẵn họ từ giai đoạn phong phú cho đến vào đại tiết diệt. Sau cùng ông này hãy lắng nghe ta sẽ thuyết giảng cho ông. Lúc bấy giờ khiển hỷ tôn giả khiển hỷ và các đại chúng chắp tay với tâm khai mở và chờ đợi âm và yên lặng chờ đợi giáo huấn Phật bảo. Lúc Phật bảo: phải biết rằng siêu tịnh viên minh liền mọi dân tử và nó vốn không có thể giới hai chúng sinh, nhân bởi hư vọng mà có sinh khởi và nhân bởi sinh khởi mà có diệt mất. Sinh diệt là hư vọng, mà một khi hư vọng đó diệt trừ thì đó là chân thật. Sự xoay chuyển để trở về trạng thái này là tùy xảo vô thường của Như Lai là đại tiết diệt. Nay khi ông này muốn tu hành chân chánh môn chánh định của Như Lai để đằng thẳng đến đại tiết diệt thì phải hiểu rõ nhân của hai loại điên đảo, đó là chúng sinh và thế giới. Khi điên đảo không sanh thì chánh định chân thật của Như Lai sẽ hiện ra. Nay khi nghĩ sao gọi là điên đảo với chúng sinh, nay khi nghĩ do vì giác tỉnh của chân tâm là sự hiểu biết viên minh mà nhưng bởi sự hiểu biết này phát sinh một tỉnh khác, rồi tư tỉnh đó sinh ra một vòng kiến. Do vậy từ trong bổn giác hoàn toàn chẳng có gì mà cựu kiến thân có gì, mọi thứ từ cái có này đều không dựa. Mà thứ thứ cái có này đều vốn không có căn gốc.
Mọi thứ từ cái có này đều không giữ bất cứ nhân nào. Chỗ nương trụ và tưởng trụ của nó toàn vốn chẳng có căn gốc. Do bởi chỗ trụ của nó vốn không có căn gốc nên thế giới và các chúng sinh lại được kiến lập. Lại nửa khẩn hỷ sự mê mối về bốn sắc viên minh là sinh bởi hư vọng. Tịnh của hư vọng này chẳng có thứ thế và nó vốn không có chỗ ý tứ. Giả sử như muốn trở về tịnh chân, những cái muốn cho sự chân thật đó đã chẳng phải là chân thật rồi. Tịnh của chân như không phải là một chân thật mà có thể mong cầu để trở về. Khi uyển chuyển như thế sẽ trở thành phi tưởng. Khi uyển chuyển như thế sẽ trở thành phi tưởng rồi phi sanh phi trụ phi tâm phi pháp sẽ chuyển phát sinh. Từ năng lực sinh phát khởi hiểu biết khi hoàn tập sẽ trở thành nghiệp, nghiệp tương đồng sẽ thu hút nhau, nghiệp tương cảm sẽ thu hút nhau, bởi vậy mới có điên đảo về chúng sinh. Nay khiển hỷ sau đó là điên đảo về thế giới. Do tư cái có mà hư vọng sinh khởi phân loại đoàn kia, nhân đó mà đến sự thành lập. Nó không dựa ở bất kỳ nhân nào hoặc làm nhân sự thật, dựa cho thứ gì không trụ hoặc có chỗ nào của trụ, và chỉ có đồ rơi không ngưng, nhân đó mà thế giới thành lập. Do vì ba đời và bốn phương của thế giới hòa hợp tương giao nên chúng sinh biến hóa và trở thành một trong 12 thể loại. Cho nên thế giới nhân bởi giao động mà có âm thanh, nhân bởi âm thanh mà có hình sắc, nhân bởi hình sắc mà có hơi mùi hương, nhân bởi mùi hương mà có xúc chạm, nhân bởi xúc chạm mà có vì niệm, nhân bởi vì niệm mà bị pháp trần. Do vì sáu loại dục vọng nổi đến nay nên thế giới hình thành nghiệp tịnh và 12 thể loại chúng sinh phải chịu luân chuyển. Do vì sắc thanh hương vị xúc pháp ở trên thế giới nên chúng sinh tiếp nối sinh ra trong 12 thể loài và kết thành một vòng tròn. Do bởi cười ở tính tưởng điên đảo của luân chuyển này nên thế giới mới có chúng sinh sinh ra từ trứng, sinh ra từ bào thai, sinh ra từ ẩm ở, sinh ra từ biển hóa, có chúng sinh có sắc vô sắc, có tưởng vô tưởng, chẳng phải có sắc chẳng phải vô sắc, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Một nay khiển hỷ nhân bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do dao động nên sinh khởi điên đảo từ hư vọng, rồi nó hòa hợp với tinh khí và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để bơi hoặc bò. Do đó mới gọi giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh sinh ra tức trứng. Đó là cả rùa hay rắn thất chủng loài của chúng đây khắp thế giới. Hai, nhưng bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do tạp nhiễm nên sinh khởi đi nào tôi ái dục, cho nó hòa hợp với chất sinh sản và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để đứng thẳng hoặc đứng ngang. Cho nên gọi giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh ra tức bao thai, đó là con người, thú vật trong hai tiếng và chúng loài của chúng đây khắp thế giới. Ba, nhân bởi chúng sinh luân hồi trong thế giới do chấp trước nên sinh khởi đi nào tôi thú vật, cho nó hòa hợp với ấm áp và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để di chuyển mau lẹ. Cho nên mà có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh sinh ra từ ẩm ướt, đó là những loài sâu bò và chúng loài của chúng đây khắp thế giới. Bốn, nhân bởi chúng sinh luân hồi trong thế giới do biến đổi nên sinh khởi điên đảo tư giảm mơn, rồi nó hòa hợp với xúc chạm và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để thay mới bào cũ. Cho nên mà có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh sinh ra từ biến hóa, đó là những sinh chúng sinh lột xác biệt bay hoặc bò và chúng là của chúng đây khắp thế giới. Năm, nhưng mà chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do ngăn ngại nên sinh khởi điên đảo từ trưởng ngại, rồi nó hòa hợp với chấp trước hiển thị và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để sáng chói. Cho nên mà gọi giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh có sắc, đó là những loài phát quang cho điên tổ hắc xấu và chúng là của chúng đây khắp thế giới. Sáu, nhưng mà chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do tiêu tán nên sinh khởi điên đảo từ nghi ngờ, rồi nó hòa hợp với u ám và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để ẩn tang. Cho nên cũng mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh vô sắc, đó là những loài ở không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi tưởng sự và chúng là của chúng đây khắp thế giới. Bảy, nhân bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do ảnh tưởng giả tạo nên sẽ khởi điên đảo từ bóng hình, rồi nó hòa hợp với ký ức và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để dấu kín. Cho nên mà có giai đoạn phát triển
chín đầu tiên của chúng sanh có tưởng, đó là quỷ thần yêu tinh ma quái và chúng lại của chúng đây khắp thế giới. 8. Nhưng bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do ám đồ nên sinh khởi điên đảo tư si mê rồi nó hòa hợp với ngũ đần và tạo thành 84 ngàn lần lần tưởng để khổ hẹ, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô tưởng, đó là tinh thần của chúng đã hóa thân đất gỗ đã hai kim loại và chủng loại của chúng đây khắp thế giới. Chỉ nhân bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do phụ thuộc lẫn nhau nên sinh khởi điên đảo tư hư nguy rồi nó hòa hợp với nhiễm ô và tạo thành 84 ngàn lần tưởng để công sinh, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh chẳng phải có sắc, đó là những loài như như con tôm phải nướng hải quy để thấy và chủng loài của chúng đây khắp thế giới. 10. Nhân bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do giao tiếp nên sẽ khởi điên đảo tư bổn trễ nô hoãn nó hòa hợp với chủ thuật và tạo thêm tạo bông bông ngoan lan tường để bị hỗ triều, cho nên có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh chẳng phải vô sắc. Đó là những loại phát triển thân, đó là những loại, đó là chẳng phải vô sắc, đó là những loài đó là những loài bị chủ thất trụ niệm và chủng loài của chúng đây khắp thế giới. 11. Nhân bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do hư vọng hợp hồi nên sinh khởi điên đảo tư giả dối cho nó hòa hợp với gì biết và tạo thành tạo bằng bốn hoa la loạn tường để thay thế, cho nên mà có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh chẳng phải hoàn toàn có tường. Đó là những loài phát triển thân minh, đó là giống ung thất, đó là những loài như giống ong thất, đó là những loài giống phát triển thân minh ở loài khác như giống ong thất lưng nhỏ và chủng loài của chúng đây khắp thế giới. 12. Nhân bởi chúng sinh luân hồi ở trong thế giới do oán hại nên sẽ khởi điên đảo tư diệt hại rồi nó hòa hợp với quái ác và tạo thành tạo bằng ngoan loài làm tường để ăn thịt cha mẹ, cho nên có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sinh chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Đó là những loài như con kiến bám đất sinh con, chim phá kính và đẻ trứng ở trong quả của cây độc để giữ con của nó. Sau khi con chúng to lớn, chúng lại ăn thịt cha mẹ của mình và chủng loài của chúng đây khắp thế giới. Đây là 22 thể loài chúng sinh, kinh đại phát đền cục cảnh kiến cổ và mật nhân của Như Lai về chữ Bồ Tát Phật Hành để tu chứng liệu nghĩa hết quyển 7.